Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Chăm Hạ tiết lộ dự án mới XSR-210 hay là XSR-300-2020 nhằm thách thức cái chiếc Honda CB-300R trong cái năm tới. Sau khi Chăm Hạ chính thức ra mắt cái mẫu XSR-155-2009 vào cuối tuần trước, thì mới đây các phương tiện truyền thông ở cả Indonesia và Nhật Bản đã lập tức chia sẻ về thông tin nhà sản xuất đến từ Nhật Bản đang phát triển hai mô hình tiếp theo, đó là phiên bản XSR-210 và XSR-300-2020 được trình làng trong thời gian sớm nhất. Dựa trên những thông tin mà chúng tôi có được, phải nói rằng Yamaha đang bắt đầu chú tâm vào thị trường những chiếc xe máy cổ điển kể từ khi ra mắt cái chiếc XSR-900 hoặc XSR-700 và đầu tư rất mạnh vào chương trình tùy chỉnh Boost diễn ra hàng năm. Cái điểm tiếp theo là cái sự hiện diện của XSR-155 vào tuần trước, thì mới đây Yamaha sẽ tiếp tục phát triển một cái hình tiếp theo, đó là cái chiếc XSR-210 hay là XSR-300-2020 nhằm cạnh tranh thủ là CB-300R theo phong cách Neo Sport cà phê của nhà Honda trong một khúc là 300 phân khối hiện nay. Và rất có thể XSR-210 và XSR-300-2020 sẽ được xây dựng chung cơ sở với cái chiếc Yamaha MT25 hay là MT03, cái có động cơ là hai xăng với một cái dung tích lần lượt là 249 và 321cc, và có thể ứng dụng chung cả kết cấu khung sườn, hệ thống keo và phanh. Còn về mặt kiểu dáng thì cái chiếc Yamaha XSR-210 và XSR-300 sẽ mang một phong cách thiết kế tương tự cái chiếc XSR-155-2009 vừa mới được ra mắt, nhưng kích thước sẽ to hơn và có cái đèn pha tròn bên xăng, thiết kế cũng đơn giản hơn, một bộ khung phụ mới để cung cấp bộ yên đôi liền mạch, và có thể bộ đôi Yamaha XSR-210 và XSR-300-2020 sẽ cùng ra mắt với cái chiếc là MT25 hay gọi là MT03 thế hệ 2020 tại cái triển lãm ESMA năm 2009 năm nay diễn ra trong tuần tháng 11. Mọi diễn biến được chúng tôi cập nhật liên tục, các bạn hãy đón xem nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.